Sao Bảo Nhật để xin chào các bác. Sau khi em lên sóng cái clip về một loạt các cái máy hiện đang có máy 2 chiều thì rất là nhiều bác hỏi về mấy con máy 2 chiều hiện đang về hàng. Thì em đã chọn ra một cái con đẹp nhất trong cái đống này. Em lên sóng cho các bác cái một con 2 chiều nóng lạnh của hãng Corona nhé. Con này thì là cái con em nhìn trông nó là hình thức đẹp nhất trong cái lô vừa rồi. Đấy, hình thức rất là đẹp nhé. Nói chung là nó cũng xem nhau thôi. Nhưng con này thì đấy, máy thì chưa vệ sinh gì đâu. Cái lô này em về chưa vệ sinh thì vẫn còn bụi bẩn lắm. Nhưng mà thấy ra nó rất là trắng trẻo đẹp. Ngay bụi miếc vẫn còn rất là bẩn đây. Nhưng mà con máy nguyên bụi Nhật. Con này nó sản xuất 2009 thôi nhé. Rất là đẹp này. Đâu rồi, tem mác đâu rồi. Đây, 2009 này các bạn này. Đấy, sử dụng ga là 410A nhé. Đầy đủ các thông số của nó đây. 625 đến 725W. Con này nó vào khoảng 8.000 BTU nhé. Một con máy 2 chiều nóng lạnh đẹp xuất sắc luôn. Các bác lưu ý là ở cái dòng 2 chiều nóng lạnh này thì nó không làm hệ thống tự tiêu nước đâu nhé. Các bác phải làm ống thoát nước cho nó. Đấy, nó lưu ý là như vậy. Con này thì về hình thức quá đẹp rồi. Máy chạy độ lạnh sâu. Các bác này đang xuống 10 độ đây này. Mới khởi động tí xuống 10 độ nhé. Đấy, độ lạnh tại cửa gió lại xuống rất là sâu. Ở con này thì em bán cho các bác là 4.500.000. Máy rất là đẹp. 4.500.000 máy 2 chiều nóng lạnh nhé. Các bác nhé, 2 chiều nóng lạnh này. Nó hot dry cool này. Nó mở chữ này. Đấy. Con này thì 4.500.000 đi kèm cái điều khiển đa năng này. Điều khiển đa năng này thì cũng đầy đủ full tính năng các bác nhé. Full tính năng luôn. Có các chế độ chỉnh sang lạnh này. Chỉnh nóng các thứ đầy đủ. Chỉnh nó hút ẩm này, chỉnh sang quạt gió này, chỉnh sang chế độ nóng này. Ở chế độ nóng thì hôm nay chưa chắc đã chạy được vì chế độ nóng thì nó chỉ cho cài đặt đến 30 độ C thôi. Đấy. Vì nhiệt độ môi trường ngoài cao hơn 30 độ C thì máy sẽ không thể nào chạy chế độ nóng được các bác ạ. Đấy, vì nó vẫn là điều hòa mà, nóng của dàn điều hòa đảo chiều. Đấy. Còn các bác nào muốn mua thêm cái điều khiển zin này thì là 400.000 nhé. Cộng vào là một thành 4.900.000 nhé. Đấy, điều khiển zin theo máy. Đấy. Đấy, còn một con máy rất là đẹp, hình thức rất là đẹp. Quay cả bên này cho các bác xem. Đây là bụi bẩn nhé, chưa lau chùi gì đâu ạ. Nguyên viên bụi, nguyên chất đấy. Con này có cả ion này các bạn này. Ion nhé. Cổng ion. Cánh gió bọn này toàn bộ chỉnh tay hết. Đấy, con này rất là đẹp. Em đẩy số 60 này. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Giá 4.500.000 thì kèm được khiển đa năng chứa phí vận chuyển. Con máy rất là đẹp này. Chào các bác.